Rồi quý vị ơi, tiếp theo là cây này coi như kêu cây số 8 đi ha. 250 bao ship nha, cây kim ba xưa nha. Cây nãy bự to 4,5, cây này 20,5 nha. Lâu quá mới ghé mấy ông già là ủng hộ mấy ổng nha quý vị. Mấy ông già mà tôi nói đó hoài, tôi ghé mua kim ba xưa đó, nay gần đất xa trời chân nha. Ghé là thấy yếu rồi đó, không biết là lần sau ghé có gặp nữa không nha. Tại lâu lắm mới ghé một lần nha, cả năm mới ghé một lần. Bây giờ mà cái tuổi đó là U80, U7 mấy hết trơn rồi, thì đâu có còn bao lâu nữa đâu. Vậy mà ghé đợt này cái quý vị biết sao không? Vô đòi bán tôi cây này 200 ngàn. 200 rồi tiền xe tôi đâu. Bữa tôi đi mua cái này tôi đi xe 7 chỗ nha. Đó, mà mua không có nhiêu cây. Sẵn mua cho anh Hùng ở Sài Gòn còn dư lại mấy cây chia quý vị vài cây thôi. Đó, chưa chắc gì tôi bán được nữa đó. Ông đòi bán tôi 200 nè. Cái ngồi suy nghĩ sao nó hơi bán rẻ hơn mấy chục. Đó giờ tôi mua về tôi bán quý vị 250 bao ship. Không lẽ không mua ủng hộ ông già, ủng hộ một ông mấy triệu bạc. Đó vậy đó. Ông em thì ủng hộ tới 10 triệu mấy, ông anh này muốn ngộ 3 triệu mấy. Đó hai ông dồn lại hết mười mấy triệu. Ừ, ghê không? Về đưa cho anh Hùng hết rồi còn mấy cây bán lai gai chơi. Giờ ghé lại đến mua nó toàn mấy cây xấu xấu không sao mua. Bữa mấy cây bán 4,5 thì có người dặn hàng đó mà bây giờ đâu có hàng đâu bán, xấu quắc. Lại quay lại coi thì xấu quá. Thôi vậy đi. 250 nha quý vị. Ừ. Có anh nào chơi thì mua. Còn mấy tôi để tôi nuôi tiếp tục, lâu lâu tôi lên tôi chia sẻ, ông nào chưa có thì chia bậy lại chơi. Rồi 250 nha quý vị. Đó, cái dòng này nó nuôi nhiều mà nó mắc nha quý vị. So với cái loại chiếu thủy kim giòn á, là mai chiếu thủy kia thì nó mắc hơn nha. Dù cái này mà gặp kim giòn mấy cây kia nó bán chừng 100 ngàn à. Còn cây tới 250 bao ship. Cái lá của nó nè, nó khít gịch luôn nha quý vị. Nè, khít như chân gích vậy đó. Đó, mà nu nhiều rồi ha. Vậy mở hết nhôm rồi nha. Tôi không có thời gian mà tôi mở nhôm nữa đó. Rồi xuống luôn quý vị ơi.